giờ này nó đang chắc là kiếm được tiền, sẽ như bắt tranh, nhưng mà năm nay cũng xuống thấp sẽ mất phanh. Ông nào mà chăm chỉ, ok, ông nào mà chăm chỉ có cuộc để dành, chứ còn ông nào mà lông bông thì giờ này chỉ có mà ông nào mà chăm chỉ có để dành, chứ ông nào mà lông bông thì chỉ có hút canh, canh này tương đéo được ăn. Thôi. Mình có nghe được một bài hát, trong đấy có một câu là Boring the House, Boring the House. Không hiểu sao cái giai điệu đó nó cứ ám ảnh ở trong đầu mình. Và mình quyết định là mình sẽ làm một cái beat nó tương tự như thế một chút. Mình muốn làm một cái beat nào đó nó tưng tửng, nó nhẹ nhàng, không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Tốc độ vừa phải thôi nhưng cũng đủ để làm cho các bạn phải lắc mông theo nhạc. Years later. Ok, mình sẽ bắt đầu bằng giờ này vài năm trước tháng tiếng nửa tỷ, hiểu không? Nửa tỷ dễ như bắt chành. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái cách mà mình viết rap. Đầu tiên thì mình nghĩ ra một cái câu mở đầu, giờ này vài năm trước tháng kiếm nửa tỷ dễ như vắt chanh. Từ cuối của cái câu này có vần anh, thế nên là mình sẽ tìm các cái từ như là manh này, phanh này, canh này, tanh này. Giờ này đang chắc là kiếm được tỷ, dễ như bắt tranh. Nhưng mà năm nay cũng xuống sẽ mất phanh. Ông nào mà chăm chỉ, ok, ông nào mà chăm chỉ có cuộc để dành. Chứ còn cái ông nào mà lông bông thì giờ này chỉ có mà ông nào mà chăm chỉ có để dành. Chứ ông nào mà lông bông thì chỉ có hút canh, canh thì tương đéo được ăn. Thôi, alo bạn này còn không, tôi một bút. Anh em lúc khó khăn thì giúp nhau một chút. Quý nhau ở lúc đó thì nói thì lúc đó. Ôi bạn em tâm chuyện nhỏ để tôi xích cho. Ê, ê, ê. Giờ này bài nào chơi thằng kiếm được tỷ ra như bắt tranh. Dĩ nhiên đấy là bạn cũng sống do mình sẽ mất phanh. Ông nào mà chăm chỉ còn có của để dành, chứ ông nào mà lông bông giờ chỉ có hút canh. Alo bạn này nhà còn không đưa tôi một múc. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhau một chút. Quý nhau ở lúc đó chứ nói gì lúc đó. Ôi bạn ơi yên tâm chuyện nhỏ này tôi xin cho. Thanh niên lúc này mới cần có trí lớn. Ngồi không mà than vãn thì không thể khá hơn. Thôi thì cứ vui lên, bắt tay vào việc, lạc quan lên mà sống, đảm bảo sau này cuộc đời sẽ trả ơn. Chứ nói gì lúc nó. Ôi bạn ơi yên tâm chuyện nhỏ để tôi xít cho. Đang yên đang lành tự nhiên lại đói. Check tài khoản ơi tôi bỏ mẹ tháng này lại ăn mì gói. Nhớ mong lên cố mà nghĩ cách kiếm tiền. Cứ ngồi đấy mà đợi hết dịch thì đảm bảo là sẽ chết liền. Thanh niên lúc này mới cần có trí lớn. Ngồi không mà than vãn thì không thể khá hơn. Thôi thì cứ vui lên, bắt tay vào việc, lạc quan lên mà sống, đảm bảo sau này cuộc đời sẽ trả ơn. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm. Let's try it.
a lonely guy named Robert who was feeling kind of down, so he got himself a coffee. If he's depressed, he wouldn't drink coffee. There was a lonely guy named Robert who was feeling kind of down, so he got himself a beer. Sound, drown, clown. So he got himself a beer and he saw a weird clown. No, that's weird. So he got himself a beer and then he started to drown. Mm-mm. So he got himself a beer and he made a weird sound. So he got himself a beer and then he was wearing a gown. So he got himself a beer, then he had a nervous breakdown. Oh. I got it. Was a lonely guy named Robert who was feeling kind of down. So he got himself a beer and he sat there with a frown. His girlfriend just broke up with him that day, so things were not okay. So he got himself an Uber. Robert's broke. So he got himself a lift without any hesitation. Driver said, "Where are you going? I don't have a destination." He said, "It's pretty weird. Why would you order a car if you don't know where you're gonna go? Are you stupid or something? What the f*** is wrong with you?" It's way too aggressive. Driver said, "Where are you going? I don't have a destination." He said, "I know a nice bar that has great booze. I don't know what rhymes with booze." What rhymes with booze? He said, "I know a nice bar that has great booze. I'm a big fan of Tom Cruise." So he got himself a lift without any hesitation. Driver said, "Where are you going? I don't have a destination." He said, "I know a nice bar that has great booze. Well, I have nothing to lose." So he got out of the car and made his way inside the bar. The driver out the window yelled, "Please give me 5 stars. He then sat down to get a drink from the bartender by the sink. That's when he saw the very thing that changed his whole reality. And oh, it was the prettiest face in the world. She was unlike any other girl. She smiled and her teeth were white as pearls. Oh yeah, like any other girl." So he got up from his seat, cause his heart had skipped a beat. It was time to change his day. He knew just the thing to say. He said, "Hey." She said, "Hey." He said, "Hey." He said, "Sorry to interrupt." Robert walked back to his seat as he accepted his defeat. Then he finished up his beer as he lost all of his cheer. Then he felt a hand upon his shoulder as the air grew even colder. She said before he drank another, "Sorry about what happened with my brother. I thought that was your man. It's just my brother Dan. Hey Dan. Hey man." So he got right up off of his chair, then ran his fingers through her hair and... guy named Robert who was feeling kind of down, so he got himself a beer and he sat there with a frown. His girlfriend just broke up with him that day, but things will be okay.